Lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dược Khả nè mày. Ngày hôm nay thì Khả sẽ đổi nhân vật như nè mày. Lần này Khả sẽ đổi gì thú lâm nha mọi người. Và anh em cùng theo chân Khả thử như thế nào nha. Chung là dự định thì con này sẽ về thú lâm với đẳng cấp là 123. Ít hôm Khả nghe Vinh nữa nó sẽ lên 125. Còn cái con mà 128, 50% á, con lôn á, thì Khả sẽ đổi về năm độc và anh nghe Vinh lên một cấp 130 nha nè. Thì tương đương nói chung là cũng giống như ạc chính rồi á. Nên là Khải cho một lúc hai ạc vừa đồng môn và vừa con năm độc đã đi liên đấu này nọ cho anh em xem nha. Ok, bây giờ Khải sẽ đổi con này về thiếu lâm. Thì nó sẽ tốn kém hơn tí là từ năm độc về thiếu lâm và từ con lôn về năm độc. Thì nó tốn kém hai lần đổi phá như nè. Ây chà, giờ vẫn đồ đạc lại đỡ đâu đây, chặt rương thế. Năm độc thì có cái đao đồ đầy đủ rồi nè mà. Đồ năm độc bên kia thì đầy đủ rồi. Đây là đồ thiếu lâm như nè. Rồi nên làm như này. Và cái đồ này đúng không? Xét định quốc thừa nè. Quốc thừa, vũ khí, nón, dây chuyền các kiểu. Để tí như nè. Phải cho qua cái con cờ lon à. Giật bớt qua. Chắc chỗ rồi. Giật qua con này cho nó có chỗ chứa. Nhận đỡ lại nè. Nhận bước qua nè. Mọi bước qua nè. Ok nè mày. Sau khi dọn rừng xong rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đỏ nha nè. Ok rồi. Còn thiếu hai món tím bao tay với đôi giày nữa. Để bữa nào tính xong. Cái này mình tăng sức mạnh thì mình thay ra thay vào đơn giản thôi nè. Không gì khó nè. Rồi đổi về thiếu lâm nha. Đường môn phải đi kèm với thiếu lâm thì nhức cái nách rồi. Giao nộp rồi đúng không? Giao đổi phái thiếu lâm. Mình sẽ đổi thiếu lâm đào pháp này nè. Ok. Ok. Thiếu lâm. Giờ vào sức mạnh 260. 26 sức mạnh. Rồi, 26 sức mạnh đủ bộ vậy thôi. Đủ xếp đồ nè, đó. Mới bỏ vô thấy hợp lý rồi đó. Ok chưa? Đủ kháng. Ui, kháng chưa gì hết mà. Ồ, kháng cái mùi vậy. Kháng cái mùi căng dữ rồi nè. Kháng này nè mà. Ok, vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ tăng chống phái. Sức mạnh 26 ok rồi. Còn lại là full sinh khí rồi. Nói cho tí nữa là tăng đam nữa mà. Máu rồi khai tính rồi. Đặc biệt mắt chống phái nè. Chống phái 30 nè. Dịch cân kinh nè. Cân kinh mắt kháng cả 20 nè. Rồi. Tiếp tục là hắn chặn nè. Hắn chặn nè. Thiếu lâm đao pháp nè. Này đối với thiếu lâm cho nè. Thiếu lâm đào pháp nè. Thiếu lâm đào pháp nè. Ma ha đào pháp nè. Là bút cái đam nó to. Mặt tay 3k2. Máu 12k. Ok. Máu tầm này tiêu xe ok rồi mà. Cái đầu tăng có thể nói là full sức mạnh rồi nè. Ôi máu 8k. Cố gắng tăng máu 9k rồi mà. Kèm nghe mươi là hơn 12k là được. Không cần rưỡi, 8.5 được rồi. Ok, tục là đi theo xe thì mình sẽ tăng bất động bình dương cho nó xe nó khỏe như nè. Này là đao pháp nè. Này tăng một cấp nè. Lấy 6 chi mạng. Không có điểm nhiều nè mà. Rồi, bất động bình dương. Bắt đầu bên dương bên server này thì nó khác những server khác nữa mà. Nó sẽ tăng là né tránh nè. Kháng đòn chiếm mạng 5% nè. Giảm thời gian chậm 30, giảm thời gian chống độc 30, thời gian chón 20 nè mà. Đó. Ok, quá dữ không? Ôi sao cảm thấy mana hơi yếu vậy ta? Cảm thấy lượng mana hơi yếu nha. 300 mà, cái này phải khai nghiên cứu mana thêm rồi.
ép phải ép đôi giày à, ép đôi giày vào tay à. Mana gì có 300 ta. Thì yếu nha. Này chém mana chịu như nói. Sức mạnh 3.5. Đang được tay nè. Rồi hết điểm rồi. 3.7. Lên chắc 4k được tay nè mày. Lên nói không? Chắc nói á. 8. Ba cái 9. Thôi không còn tăng 5 mana để trang bị đồ được tăng mana chi. Điểm không có tăng mana chi phí. Rồi, ba cái 9 được rồi nè, không đủ điểm nhiều nè mày. Rồi. Ok. Đó phải lên đồ, lên đồ, đó phải lên cái đao. Cái giày nữa, ép đôi giày thủy nữa. Ép giày thủy 2-3 kim mà. Lên thêm 200 mana nữa nè, bao tay nữa nè. Rồi, này đi với ngày 10 máu 13k là quá ok nè mày. Quá ok luôn. Ta chỉnh lên cái dòng này lại. Chỉnh cái dòng đi chậm này nó đỡ bơ ca cho nó dở. Tầm này là ok rồi. Máu có ngày 10 13k nè mày, một mình 9k rưỡi. Quá đẹp. Thầy áo ra vô lại thì nó có bị lắc không? Lát rồi. Đó anh em ơi, sau khi lên xong set đồ cho anh em xem sơ qua nhé. Đầu tiên là đang mang một cái đai phục ma. Một cái đai phục ma kháng họ 26 chậm 47, sinh lực nội lực, thời gian chống độc 58. Và kèm với một cái nón định quắc 27 hung thủ. Kèm với gia truyền kháng cảm 10, kháng băng 18, thời gian chống độc 30. Kèm với một cái áo phục hồi 40, kháng băng 20, sinh lực nội lực và thời gian chống độc 40. Thời gian chúng đọc tính ra đến gần hơn cả 100, 120 luôn em ơi. Tầm này thì anh em đọc gặp khá chứ đánh hơi bị khó à. Rồi, kèm với một đao tốc 30, sát thương 47, sinh lực nỗ lực. Đó, quá đẹp luôn. Một đôi giày này thì mang cho có được có kháng họ và chó nè mà. Hưởng chó thì đang có là 30 nè. Kèm với cái này 30 nữa là 60, kèm với thanh âm này nữa là đạt 80 chó nè. Đạt 80 chó nha. Đạt 80 chó. Rồi, hai món khăn lôi, 30. Và một cái làm chậm 40. Từ nhẫn thì có 80 chậm, 80 chón. 80 chậm, 80 chón kèm với thanh âm thì con này được 100 chậm như nè. 100 chậm thì nó cũng đặt móc 80 thôi. Chón thì cũng móc 80. Và thời gian chúng đọc thì móc 120. Ok rồi. Chuẩn bị lên bát bao gạo nè mà. Rồi, xong ngoạn nha. Rồi, đây anh em ơi. Sau khi đổi xong thì anh em sẽ thấy ạc hay như thế này nha. Quá ok luôn. Này chưa cắn càng khôn, cắn càng khôn được tay chắc phải 4k2 nè mà. Đợt này thì đi theo xe đỡ phụ nè mà. Phụ đam rồi nè mà. Nói chung là tầm này là chuyên đam rồi đấy. Hôm nay tăng 64 rồi, đi xe 64 là chuẩn rồi nè mà. 6 sức mạnh, 4 sinh khí. Rồi ok. Anh em theo dõi video lần thay đổi này của con đâm độc Khải về Thiếu Lâm thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho nè mà. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Khải hay livestream vào lúc 11:50 buổi trưa cũng như là 19:50 vào buổi tối nha mọi người. Và ok, và bây giờ thì anh em cùng trở lại với buổi vận tiêu ngày hôm nay nha. Đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ cho Khải nha mọi người. Ngày mai Khải sẽ lên con lôn đổi phiên năm động nha mọi người. Khải sẽ có một set năm động nữa nha. Rồi, ok anh em.